Ngày 4 tháng 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bàn giao và tiếp nhận lô hàng 34 tủ lạnh âm sâu để bảo quản an toàn vaccine phòng chống COVID-19 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Bộ Y tế Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Mark Neber. Lô hàng 34 tủ lạnh âm sâu được bàn giao đợt này nằm trong gói viện trợ tổng cộng 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản an toàn vaccine phòng chống COVID-19 trị giá 1 triệu đô la Mỹ do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp cho chính phủ Việt Nam. Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, đợt đầu tiên với 77 tủ lạnh âm sâu đã được bàn giao và phân bổ đến 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Đợt tiếp nhận này, 6 tủ sẽ được giữ lại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, 5 tủ được phân bổ đến bệnh viện Quân y 175, 3 chiếc tới bệnh viện Chợ Rẫy và 20 chiếc còn lại sẽ được gửi đến các tỉnh thành phía Nam. Với những tủ đông âm sâu này, Việt Nam sẽ bảo quản và phân phối vaccine công nghệ mRNA một cách an toàn. Việc trao tặng số lượng lớn tủ lạnh âm sau bảo quản vaccine, cũng như trước đó, Hoa Kỳ đã tài trợ 26 triệu liều vaccine phòng COVID-19, 100 máy thở và nhiều thiết bị y tế, đã thể hiện tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong đại dịch, tiếp tục đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự hợp tác về y tế giữa hai quốc gia.